Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Đưa về phương trình không chứa dấu giá trị tuyệt đối bằng cách nào? 1. Nhắc lại về giá trị tuyệt đối. Giá trị tuyệt đối của số A, ký hiệu là hai gạch chéo ở hai bên chữ số A, được định nghĩa như sau. Giá trị tuyệt đối của A bằng A khi A lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của A bằng âm A khi A nhỏ hơn 0. Chẳng hạn, giá trị tuyệt đối của 5 bằng 5. Giá trị tuyệt đối của 0 bằng 0. Giá trị tuyệt đối của âm 3,5 bằng 3,5. Theo định nghĩa trên, ta có thể bỏ dấu giá trị tuyệt đối tùy theo giá trị của biểu thức ở trong giá trị tuyệt đối là âm hay không âm. Ví dụ 1. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức. A. A lớn bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 3 cộng x trừ 2 khi x lớn hơn hoặc bằng 3. B. B lớn bằng 4x cộng 5 cộng giá trị tuyệt đối của âm 2x khi x lớn hơn 0. Giải. A. Khi x lớn hơn hoặc bằng 3, ta có x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0, nên giá trị tuyệt đối của x trừ 3 bằng x trừ 3. Vậy, A lớn bằng x trừ 3 cộng x trừ 2 bằng 2x trừ 5. B. Khi x lớn hơn 0, ta có âm 2x nhỏ hơn 0, nên giá trị tuyệt đối của âm 2x bằng âm mở ngoặc âm 2x đóng ngoặc bằng 2x. Vậy, B lớn bằng 4x cộng 5 cộng 2x bằng 6x cộng 5. Câu hỏi 1. Rút gọn các biểu thức. A. C lớn bằng giá trị tuyệt đối của âm 3x cộng 7x trừ 4 khi x nhỏ hơn hoặc bằng 0. B. D lớn bằng 5 trừ 4x cộng giá trị tuyệt đối của x trừ 6 khi x nhỏ hơn 6. 2. Giải một số phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối. Ví dụ 2. Giải phương trình giá trị tuyệt đối của 3x bằng x cộng 4. Phương trình 1. Giải ta có giá trị tuyệt đối của 3x bằng 3x khi 3x lớn hơn hoặc bằng 0 hay x lớn hơn hoặc bằng 0. Giá trị tuyệt đối của 3x bằng âm 3x khi 3x nhỏ hơn 0 hay x nhỏ hơn 0. Vậy để giải phương trình 1, ta quy về giải hai phương trình sau. A. Phương trình 3x bằng x cộng 4 với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 0, ta có 3x bằng x cộng 4 tương đương với 2x bằng 4 tương đương với x bằng 2. Giá trị x bằng 2 thỏa mãn điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 0, nên 2 là nghiệm của phương trình 1. B. Phương trình âm 3x bằng x cộng 4 với điều kiện x nhỏ hơn 0, ta có âm 3x bằng x cộng 4 tương đương với âm 4x bằng 4 tương đương với x bằng âm 1. Giá trị x bằng âm 1 thỏa mãn điều kiện x nhỏ hơn 0, nên âm 1 là nghiệm của phương trình 1. Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình 1 là S bằng âm 1, 2. Ví dụ 3. Giải phương trình giá trị tuyệt đối của x trừ 3 bằng 9 trừ 2x. Phương trình thứ 2. Giải ta có giá trị tuyệt đối của x trừ 3 bằng x trừ 3 khi x trừ 3 lớn hơn hoặc bằng 0 hay x lớn hơn hoặc bằng 3. Giá trị tuyệt đối của x trừ 3 bằng âm mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc khi x trừ 3 nhỏ hơn 0 hay x nhỏ hơn 3. Vậy để giải phương trình 2, ta quy về giải hai phương trình sau. A. Phương trình x trừ 3 bằng 9 trừ 2x với điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 3. Ta có x trừ 3 bằng 9 trừ 2x tương đương 3x bằng 9 cộng 3 tương đương 3x bằng 12 tương đương x bằng 4. Giá trị x bằng 4 thỏa mãn điều kiện x lớn hơn hoặc bằng 3, nên 4 là nghiệm của phương trình 2. B. Phương trình âm mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc bằng 9 trừ 2x với điều kiện x nhỏ hơn 3. Ta có âm mở ngoặc x trừ 3 đóng ngoặc bằng 9 trừ 2x tương đương âm x
cộng 3 bằng 9 trừ 2x tương đương x bằng 6. Giá trị x bằng 6 không thỏa mãn điều kiện x nhỏ hơn 3 ta loại. Tổng hợp các kết quả trên, ta có tập nghiệm của phương trình 2 là S bằng 4. Câu hỏi 2. Giải các phương trình. A. Giá trị tuyệt đối của x cộng 5 bằng 3x cộng 1. B. Giá trị tuyệt đối của âm 5x bằng 2x cộng 21. Bài tập 35. Bỏ dấu giá trị tuyệt đối và rút gọn các biểu thức. A. A lớn bằng 3x cộng 2 cộng giá trị tuyệt đối của 5x. Trong hai trường hợp, x lớn hơn hoặc bằng 0 và x nhỏ hơn 0. B. B lớn bằng giá trị tuyệt đối của âm 4x trừ 2x cộng 12. Trong hai trường hợp, x nhỏ hơn hoặc bằng 0 và x lớn hơn 0. C. C lớn bằng giá trị tuyệt đối của x trừ 4 trừ 2x cộng 12 khi x lớn hơn 5. D. D lớn bằng 3x cộng 2 cộng giá trị tuyệt đối của x cộng 5. Bài tập 36. Giải các phương trình. A. Giá trị tuyệt đối của 2x bằng x trừ 6. B. Giá trị tuyệt đối của âm 3x bằng x trừ 8. C. Giá trị tuyệt đối của 4x bằng 2x cộng 12. D. Giá trị tuyệt đối của âm 5x trừ 16 bằng 3x. Bài tập 37. Giải các phương trình. A. Giá trị tuyệt đối của x trừ 7 bằng 2x cộng 3. B. Giá trị tuyệt đối của x cộng 4 bằng 2x trừ 5. C. Giá trị tuyệt đối của x cộng 3 bằng 3x trừ 1. D. Giá trị tuyệt đối của x trừ 4 cộng 3x bằng 5.